Chào ngày mới tất cả mọi người. Hai mẹ con sáng dậy rồi đây. Bây giờ rất là sớm sủa. Bây giờ là 8 giờ kém 5. Bây giờ ngồi ăn sáng đi con đi. Con bảo chào buổi sáng tất cả mọi người, mẹ xem nào. Say hi. Hi. Đấy, chào nói đấy, chào nói chào buổi sáng ấy. Hi. Nào em ngồi xuống nào. Em ngồi xuống đi, mẹ lấy đồ ăn sáng cho em nhá. Hi. Con nói cái gì ấy? Sáng nay thì mẹ cháu sẽ cho cháu ăn cái puffed rice này. Là cái breakfast bubbles. Lâu lắm rồi sói không được ăn. Với sữa tươi ạ. Em sói đang hào hứng đấy ạ. Chạ bạn chạ. Chị bạn chạ bạn chỗ. À, hôm qua mẹ cháu quên mất chịu khoe với mọi người là đây là cái tranh màu hôm qua em sói làm ở nhóm chơi này. Nó là những cái hộp màu, xong rồi bóp những cái màu này ra giấy, xong rồi gập hai cái giấy này lại với nhau rồi là miết thế này thì nó nhòa cái màu ra ấy. Thế là hai mẹ con ngồi em sói chọn màu này. Em sói chọn chỗ để màu này, sau đấy thì mẹ giúp em gọi là bóp ra và em ấy chọn rất là màu rất là đáng yêu nhá. Mọi người nhìn này. Màu này là màu màu đồng này. Đấy. Thành quả của cháu ở nhóm chơi đấy. Thêm một cái tranh nữa trên cái tường của cháu. Nào thôi đây, mẹ cho em ăn sáng nào. Boom 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 boom. Boom 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 boom. Nghe tiếng nó thấy ngon rồi con nhỉ. Pop pop pop. Ôi giời ơi, vội vàng thế. Ôi giời ơi, vội vàng thế, thấy đồ ăn mà vội vàng thế hả con? Nhầm. Thấy đồ ăn là vội vàng chứ à. Trời hôm nay có vẻ âm u em nhở? Không có nắng. Không có nắng gì cả. Nuốt chưa? Nuốt chưa? Ui, ui, rơi, 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 rơi. Nhạt, 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 khẩn trương con. Nhạt lên. Nhạt tiếp vào miệng. Ăn kiểu nhà giàu tiếc gì con lợn con à, hả? Bình thường là con nhạt cơ mà. Bình thường cháu nhạt nhạnh lắm. Nhưng đây có vẻ là cháu nhìn thấy cái bát rất là đầy đây nên là cháu gọi là thôi không nhặt nữa. Mẹ cháu cho cháu tập trung ăn sáng đã nhá. Lại rơi lại rơi lại rơi. Bây giờ là đến tiết mục ăn chuối á. Nana. Nana. Sao ăn gì ấy? Sao đang ăn cái gì ấy? Nhìn thấy quả chuối các em sói. Nana. Nhâm nhâm nhâm. Mẹ đi pha trà để mẹ ăn sáng nhá. Em ngồi đây nhá. Nana. Mẹ cháu pha trà nào. Sáng nay thì mẹ cháu chỉ uống trà, trà xanh như thế này. Với lại mình sẽ ngồi ăn uống bánh trái linh tinh thôi. Sáng nay mình có cảm giác kiểu không muốn ăn ý. Ta-da! Hôm nay trang điểm thì mình sử dụng cái màu son mới mà hôm vừa rồi mình đi mua ấy, mọi người có nhớ không? Thì đây là màu son số 48 của Ketmode Remo. Hai mẹ con mình thì từ sáng đến giờ là em sói ngồi ở trên ghế ăn, mình phải
gọi là cài cái dây bảo hiểm vào cho em ấy để em ấy ngồi yên. Sau đấy thì mình đi dọn dẹp nhà cửa này, hút bụi này, lau rửa các thứ này, giặt quần áo, phơi quần áo này, nên là toàn bộ việc nhà coi như là xong rồi. Còn một cái nữa mình khoe mọi người, chắc là mọi người cũng nhận ra là cái hoa tai mà mình đang đeo này thì là mình rất thích cái hoa tai này. Và lý do vì sao mà mình chỉ có một chiếc ấy, là bởi vì mình nhớ là cái hoa tai này mình mua ở Việt Nam. Và hôm đấy đi mua là mình đi mua với cả một cô em chơi cũng rất thân với mình. Và cô em đấy là nhà thiết kế thời trang. Quay trở lại về cái vấn đề là hoa tai tại sao mình chỉ có một chiếc này, là bởi vì hai chị em đi mua và cả hai chị em đều rất ưng, rất là thích cái hoa tai này. Thế nhưng mà tìm cả dãy hàng bạc, tìm tất cả các hàng, chỉ có một hàng duy nhất có cái hoa tai này và chỉ có một đôi. Thế nên là thôi, hai chị em quyết định là cứ mua, rồi mỗi chị em một chiếc. Đây mọi người nhìn này, xinh lắm ý. Đấy, lâu lâu rồi mình mới tìm ra cái hoa tai này. Tại vì là từ khi có em sói là mình rất là ít đeo phụ kiện ở trên người ấy. Hoa tai, vòng cổ, những cái gì mà mình đeo trên người là em sói rất là thích. Rất là thích là sờ xà xong rồi giằng xé. Thế nên là mình không sử dụng phụ kiện nữa. Có một thời gian trước đây thì mình cũng hay đeo cái vòng cổ mà có hình ngôi sao như mọi người thấy ở vlog ấy. Thế nhưng mà bây giờ thì mình cũng cất đi và không sử dụng nữa, vì em sói rất thích cầm, rất thích giằng giằng như thế này. Sói hâm đấy ạ. What are you doing? Con làm cái gì đấy? Con mặc cái áo đấy, con đứng ở trên cái gối, mẹ cứ tưởng là con hòa vào cái gối luôn ý. Cái bean bag chứ còn nhỉ. Mẹ không tìm thấy sói rồi, mẹ không nhìn thấy sói. Sói đâu rồi? Where are you? Sói đâu rồi? Ngồi tử tế thoải mái con. Cứ phải leo trèo, cứ nghĩ là trèo lên đấy, trèo lên cái bean bag đấy là có thể trèo lên được cửa kính á con. Không được đâu, tại vì con cứ đứng lên là nó sẽ lại lún xuống. Ha ha ha. Đây là cái công dụng của cái túi đấy, con có biết không? Giỏi không? Cháu đang tìm cách đấy. Đang tìm cách, đang tìm cách. Không giải quyết được vấn đề gì con ạ. Con đứng lên là nó lún xuống. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì dính vào áo con đây? Cái sợi gì dính vào áo con đây? Sói ơi! Come on, let's go! À, em nhìn thấy cái chìa khóa, rất thích những cái chìa khóa. Ui, sao cái này không đẩy được lên con nhỉ? Bình thường những cái này đẩy lên được không ạ? Mẹ xem nào. Mẹ, có thể là bởi vì nó khóa. À, đây rồi. Mẹ khóa lại. He he! Ha ha! Thế là không vơi được rồi. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Đói chưa? Đói chưa để ăn trưa nào? Hôm nay ăn bún nào? Bún canh chua nào? Đói chưa? Anh thanh niên cầm cái túi đi đâu đấy? Wow. À, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Thôi chết rồi, cái chìa khóa ở đây đâu rồi con? Cái chìa khóa ở đây đâu rồi? Hay là mỗi cửa có một chiếc nhỉ? Bên kia thì có, ở kia rồi. Để mình cho kiểm tra lại bên này. Mỗi cửa có một chiếc, hai chiếc mà. Đây một cái. Cái kia, cửa kia cũng một cái kia, một cái kia. Thế con cái ở đấy đâu rồi sói? Hay là con giấu đi đâu của mẹ rồi? Ơ, bây giờ nhìn mới để ý. Tại sao nhà cháu lại còn có cái chìa khóa ngoài này nhở? Cái cửa này nhà cháu cuối cùng thì là không khóa suốt thời gian vừa rồi. Thôi chết rồi. Chắc là ba sói. Chắc là ba sói ra ngoài làm gì đấy quên rồi. Quá nguy hiểm con nhờ. Thế mà hai mẹ con cháu không biết gì. Trộm sẽ đột nhập vào nhà. Nói thế thôi nhưng mà nhà cháu có camera này, theo dõi này, có báo động này. Nên là không có trộm được. Báo động ai vào nhà là rú âm nhà lên, hàng xóm láng giềng rồi. Không được, không được, con không chơi được cái này. À, xóm láng giềng là sẽ nghe cháy con nhỉ, là sẽ chạy xa. À đây, ở đây mẹ bê tí. Thế thôi nhá, let's go. Bây giờ là hư này, mè nheo để đòi cái chìa khóa này. Nào, ha 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 ha. No, no.
No, don't be naughty. No, stop it. No, no. No. Hư quá. Hư thế là mẹ không đồng ý. Mẹ không thích đứa nào hư hết. Hư là thôi đấy. Hư là mẹ cho chơi một mình đấy. Nhá. No. Ha ha ha. No. Đấy. Có những lúc là sói cũng như thế đấy. Cũng mè nhau như thế đấy. Mà mè nhau lâu luôn đấy. Mà biết nhá, mẹ cứ nói no thế là biết là càng khóc to hơn. Tại vì biết là kiểu mẹ không đồng ý á, là mẹ đang có một cái gì đấy, là không đồng tình với mình, là cháu phản kháng. Phản kháng không được là một lát nữa cháu sẽ lăn ra, cháu nằm ra đất. Xong cháu nằm im. Nằm im im im, không động tĩnh gì cả. Tóc tai kìa, dép kìa. Tóc tai thì bú rù. Úi dù ôi, xấu quá. Quá xấu. Quá xấu so với quy định. Quá xấu. Chui vào trong đấy à, nhà của con à. Bye bye. Bye Rafi. Nào không được đâu nhá. Không được đâu, con đừng có trèo lên đây. Ra đi, hai mẹ con mình ngồi xem phim đi. Xem phim tí xong rồi ăn trưa nào. Come on, let's go. Hư kinh khủng luôn. Nhanh, ra xem phim tí, nhanh. Wow. Nào để mẹ cháu xử lý cái anh này đã nào. Hư quá rồi. Anh thanh niên sói bây giờ là anh ấy rất là ồn ào. Anh ấy rất là không nghe lời mẹ. Đấy. Thế nên là bây giờ mẹ cháu cho cháu ngồi lên ghế. Để cho cháu ngồi một chỗ. Để làm gì hả con? Này này này. Có cả cái bát chippy ở đây rồi còn khóc cái gì nữa. Hứ? Thôi đừng có giả vờ anh nhá. Anh đình công cái gì đấy? Lý do? Anh đình công cái gì? Nước của anh đây. Water. Không hiểu là anh đình công cái gì nữa. Bây giờ mẹ cháu sẽ cắt bún vào bát nhỏ nhỏ cho em sói này. Và mình cũng vừa bật bếp lên để làm nóng lại cái canh chua ngày hôm qua. Sau đấy thì hai mẹ con cháu sẽ ăn bún canh chua ăn trưa, sói nhở? Bún canh chua ăn trưa. Đưa đây mẹ mở cái nắp cho, đưa đây. Đưa đây cho mẹ, mẹ mở cái nắp cho nào. Này, cái nắp mẹ mở ra. Ui, đấy, trà. Water. Drink water. Good boy. Ui dồi, ui dồi, dốc bình. Ui dồi. Cho nước vào trong đấy hả con? Ỉu hết cả chippy chứ. Đây đây, bát chippy này là bát bát bim bim này là bát sáng nay mẹ cháu ăn đấy chứ không phải là cháu sói đâu. Không, mọi người lại hiểu nhầm là mẹ cháu chiều cháu cho cháu ăn bim bim. Không có đâu ạ. Da 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 da. Mùa hè không có tuyết rơi con nhỉ. Mẹ cháu không chiều chuộng cháu như thế đâu. Cháu không được ăn đồ ăn của người lớn như thế đâu. A a o a a. Đấy, bây giờ là lại vui tươi. Lại không đình công nữa hả con? Mệt chưa à? Hôm nay ăn trưa xong thì em sói gọi là mè nheo rất là lâu thì mới chịu đi ngủ. Và mình để ý là từ khi ba sói đi công tác là sói ở nhà cứ gọi là tích cực mè nheo mẹ. Thì không hiểu là hay là do em mới nghĩ là bây giờ chỉ có một mình mẹ ở nhà thôi thì làm phiền mẹ càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng thích ấy, cho nó đã ấy. Còn bình thường có ba ở nhà thì biết là nếu mà mè nheo mẹ này mẹ không đồng ý thì chạy đến với ba. Còn nếu mà ba không đồng ý thì chạy đến với mẹ. Nhưng bây giờ chỉ có một mình mẹ thôi thì thôi, dồn hết công lực vào để mè nheo mẹ đi. Em sói ngủ nên là mình cũng sẽ nằm đây tranh thủ ngủ. Và mình chắc là sẽ chỉ ngủ 10-15 phút thôi. Để chiều nay mình có ý định là trong lúc em sói ngủ ý, thì mình sẽ có thời gian để làm cái video chia sẻ với mọi người về bộ đồ trang điểm của mình. Mà mình đã hứa từ rất lâu rồi mà mình chưa thực hiện được. Mình mới thực hiện được một nửa là cái bộ đồ làm móng thôi. Đấy. Với lại là cũng tranh thủ đọc comment của mọi người nữa. Ngày hôm qua mình bận quá nên là mình chưa đọc comment được của mọi người, cũng như là chưa trả lời comment được mọi người ngày hôm qua. Để xem nào. Cái vlog ngày hôm qua ấy thì có một bạn này tên là Minh Anh Trương Hồ
bạn xưng là cô với cháu. Bạn ấy nói là cô ơi, cháu đã xem khá nhiều vlog của nhà cô, nhưng không biết cô ở bang nào ở nước Úc vậy cô. Thì lẽ ra nếu như các bạn xem vlog của nhà sói, các bạn nhìn thấy các cái địa điểm mà nhà sói đi đến, ví dụ như rất nhiều lần mình nói đến là nhà sói đi xuống Gold Coast, nhà sói đi lên Brisbane, thì mọi người cũng phải biết được là mình ở bang nào rồi, đúng không nào? Với lại là một cái thao tác rất là đơn giản là các bạn có thể đánh cái tên Gold Coast hay Brisbane, Australia lên trên Google thì sẽ hiện ra là ở bang nào. Thế nhưng mà có lẽ là bạn này là hơi bị lười nhá. Và không phải chỉ bạn này đâu mà là 1, 2, 3 bạn nữa cũng đã từng hỏi mình là mình sống ở bang nào ở nước Úc. Đấy, thì các bạn Google cái là ra ngay là cái nhất. Cái thứ hai là có, mình trả lời luôn một số bạn nữa là không, mình phải trả lời là mình sống ở bang nào chứ. Thì mình sống ở bang Queensland. Còn một cái nữa mà mình muốn trả lời là mình nhận được những câu hỏi này của các bạn ở các cái vlog trước cơ, nhưng mà mình chưa có thời gian để trả lời ý. Thì các bạn hỏi là chị ơi chị sống ở Mỹ à? Thì không nhá, qua đây thì các bạn biết được là mình không sống ở Mỹ mà mình sống ở Úc. Còn trước đây nữa ấy, cách đây 8 tháng ấy, thì là mình sống ở New Zealand. Và mình sống ở New Zealand trong vòng 4 năm, sau đấy thì mình mới chuyển sang Úc là hiện tại. Đấy. Còn gì nữa không nhỉ? À, có bạn Jolie Trương. Trương là TR ấy. Thì hỏi mình là khu du lịch bên ấy giá cả có mắc hơn chỗ khác không chị? Việt Nam mình thì sợ giá cả khu du lịch lắm. Thì khu du lịch nào giá cả cũng cao hơn khu dân cư sống bình thường, trừ khi các bạn đi siêu thị để mua đồ. Thì tất cả các hệ thống siêu thị họ đều phải làm mức giá giống như nhau để họ có những cái doanh thu để họ, tức là ở tất cả các siêu thị thì họ có quản lý riêng, thì những cái quản lý đấy phải đảm bảo là doanh thu, gọi là gì nhỉ, đảm bảo mức giá cả này và đảm bảo cái doanh thu của mỗi siêu thị thuộc hệ thống đấy phải là đứng trên mục tiêu là công bằng để mà kiểu cạnh tranh cái cách quản lý với các siêu thị khác cùng trong hệ thống ấy. Nên là nếu như là các bạn đi đến các siêu thị cùng một hệ thống ở nơi đâu cũng thế, du lịch hay nơi dân cư ở, thì giá cả đều như nhau. Còn khu du lịch, các cái chủ đầu tư tư nhân, các nhà hàng tư nhân thì đương nhiên là họ bao giờ cũng đẩy mức giá lên cao hơn bình thường. Cái thứ nhất là lợi nhuận, phải nói đến là chân thực nhất là lợi nhuận. Cái thứ hai là vấn đề là họ chịu thuế cao hơn các cái thuế của các nhà hàng ở các khu bình thường. Thế nên là giá nó sẽ phải cao hơn một tí là điều đương nhiên. Và cái thuê mặt bằng của họ cũng cao hơn nữa. Đấy, thì ở bên này cũng thế, các cái khu du lịch thì giá cả cũng đều cao hơn. Ví dụ như là ở trong siêu thị thì bạn bỏ ra 6 đô 60 sen bạn có thể mua được 24 chai nước. Thế nhưng mà ở các khu du lịch thì là 1 đô 50 sen một chai nước. Đấy, đại loại là như thế. Bạn Yến Hoàng nói là em sói có lông mi dài thế. Ủa, em sói chắc là lông mi giống ba sói ấy, dài, dày, nhưng mà không cong. Đấy, thì là ngày hôm qua này. Còn ngày hôm nay, ngày hôm nay thì cũng chưa có nhiều comment lắm. Đấy, bây giờ mình tranh thủ ngủ trưa nhá. Sau đấy thì là chiều em sói dậy thì mình lại vlog và chia sẻ với các bạn nhá. Em sói ngủ đê mê quá. Ngủ từ lúc 1 giờ đến bây giờ là 4 giờ kém 20 vẫn chưa còn dậy. Em sói thì vẫn chưa chịu dậy mà bây giờ là 4 giờ 15 rồi. Mình chuẩn bị nấu nướng đồ ăn tối luôn. Hôm nay thì mẹ con sói sẽ ăn cơm này. Mình vừa làm nóng cái lò nướng lên để một lát nữa mình nướng cái thịt gà xiên hôm vừa rồi mình mua ấy. Với lại là luộc cái súp lơ xanh kia để làm rau.
Bây giờ có khi là mẹ cháu lại ra ngoài thu cái quần áo sáng nay phơi vào, vì là cả ngày thì nó cũng khô rồi ý. Mẹ cháu là làm việc liên tục, không ngừng nghỉ. Anh chàng ngủ kỹ của mẹ cháu dậy rồi đây. Này, sao lại đánh giấm bu bùm ở trên tay mẹ như thế hả? Cháu ổ à? Bây giờ mẹ cháu đang luộc súp lơ, sau đấy thì là các đồ ăn chín thì mẹ cháu để ra ngoài cho nó nguội. Trong lúc đợi nguội ăn tối thì hai mẹ con sẽ chạy sang bên nhà ông nội chơi để mang bim bim sang cho ông nội. Tại vì có một loại bim bim mới mà mẹ cháu mua, nhà cháu cũng rất thích. Thế nhưng mà ông nội chưa ăn lần nào nên là nhà cháu mang sang đấy cho ông nội ăn thử. Con nhà, ông bà cháu thích ăn bim bim lắm. Cả nhà cháu ai cũng thích ăn bim bim. Từ khi sang đây là mẹ cháu cũng ăn bim bim, chứ hồi ở Việt Nam thì mẹ cho mẹ cháu cũng không ăn. Con nhà. Ây giời ơi, khó chịu, khó chịu. Khó chịu, khó chịu à. Mẹ cháu quay bây giờ lại khó chịu chứ lị. Có đến khi nào Sáu biết nói, Sáu nói là mẹ ơi con không thích mẹ quay con đâu thì thôi rồi thôi. Mẹ Sáu không vlog Sáu để chia sẻ với mọi người nữa rồi. Đây thịt gà trong lò của mẹ cháu đây. Ui mẹ cháu chỉnh cái máy nào. Thịt gà này. Đấy, sắp chín nhồi. Lơ mẹ cháu đang luộc ở trong nồi đây. May thế hai mẹ con Sói vừa từ bên nhà ông nội về thì trời mưa rất là to. Hai mẹ con sang đấy và định là ngồi để đợi đến khi mà nội về. Từ thứ bảy vừa rồi là bà nội chưa gặp Sói. Tại vì bà đi làm về muộn này. Sau đấy thì nhà Sói lại đi ngủ sớm ấy. Đấy. Cho nên là muốn cho em Sói gặp bà một tí mà bà lại chưa về. Thì thôi có khi để ngày mai vậy. Hai mẹ con về thì bây giờ em Sói sẽ ngồi ăn tối này. Mình để cơm ở đây cho nó nguội nguội một tí, sau đấy thì mình cho vào đĩa cho em ấy. Còn bây giờ thì là em ấy đang ngồi ăn rau với cả thịt đấy ạ. Úi giời, đói cơm mà con. Đợi tí mẹ lấy cho nhá. Mẹ cháu cũng ngồi ăn cơm đây. Con ăn đi. Đây để mẹ cho cơm vào trong đĩa của con nhá. Cơm nguội chưa? Cơm nguội chưa nhỉ? Mẹ cho xem nào, kiểm tra xem là cơm nguội chưa nào. Cha nào. Cũng nguội nguội rồi đấy con ạ. Đấy. Ăn thịt gà chính vào môi kìa. Chính vào môi kìa. Thịt gà dính vào như một ruồi á con ạ. Ngon nhỉ? Nhầm nhầm. Con ăn đi, đây này, rau đây này. Trông Sói đều chưa? Ngon ca trời. Hai mẹ con mình ngồi ăn tối nhá. Mọi người ngồi ăn tối với hai mẹ con cháu nhá. Sói biết là có cái gì dính ở trên môi đấy. Cháu biết đấy. Cháu đang lấy lưỡi liếm liếm để cho nó hết mà chưa liếm tới được đấy. Đấy mẹ bảo đấy. Đấy xong rồi. Nhầm nhầm. Nhầm nhầm nhầm. Ngon chê nhỉ. Nhầm nhầm nhầm. Bây giờ là 6 giờ kém 5 rồi ạ. Cho ăn tối xong, cháu lại ăn một bịch sữa chua hoặc là custard nữa. Rồi là mẹ cháu cho cháu đi tắm và đi nụ. Ngon chê chứ lị. Ui. Ôi giời liềm láp. Yeah. Giỏi giỏi giỏi. Mẹ ngồi nhìn em ăn thì chắc là mẹ ngồi cả ngày mất em nhỉ. Mẹ thích ngồi nhìn em ăn mà. Thôi mẹ cháu cũng phải tập trung ăn tối đây. Mình chuẩn bị cho em Sáu đi tắm đây nên là mình phải buộc tóc lên như thế này. Vừa nãy mình ngồi đọc comment của mọi người lúc vừa ăn tối đấy, thì tranh thủ đọc comment của mọi người trên YouTube. Thì có một số bạn hỏi là lâu lắm rồi không nhìn thấy Rosanna. Thì mình cập nhật tình hình luôn là Rosanna vẫn hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh và vẫn ở đây với nhà Sói. Chỉ có điều là em ý chuyển giờ làm, là ca làm buổi sáng đi sớm thì chiều lại làm lại về muộn ấy.
Đấy, không hiểu cái ca kíp kiểu gì, sáng đi sớm chiều về muộn. Lẽ ra là sáng đi sớm thì là chiều về sớm chứ nhở. Thế nên là mọi người sẽ không nhìn thấy Rosanna. Đã không nhìn thấy Rosanna thường xuyên ở vlog của nhà sói. Tại vì cái lúc đấy thì là mình đã cho em sói đi ngủ rồi và mình cũng dừng vlog rồi ấy. Còn cuối tuần này thì là mình với Rosanna thứ 6 này thì hai chị em sẽ đi cái chợ đêm này. Sau đấy thì là kế hoạch là sẽ đi mua sắm linh tinh nữa. Nên là mọi người sẽ lại gặp lại Rosanna. Còn một cái câu hỏi nữa của một bạn thì bạn ấy hỏi về sữa của em sói. Thì bạn ấy hỏi là bạn dùng cái sữa S26 của Úc, tức là bạn ấy hỏi mẹ sói ấy, là bạn dùng sữa S26 của Úc giá có vẻ đắt phải không? Tức là đại loại câu hỏi là như thế. Và bạn ấy nói là S26 của Úc và S26 của New Zealand thì cái S26 của New Zealand giá là bao nhiêu? Thì mình muốn chia sẻ với bạn ở đây là sữa S26 là thương hiệu của Úc, là sản phẩm của Úc, chứ không có sữa S26 của Úc hay là S26 của New Zealand. Và cái giá thì là bạn có thể lên trên mạng để tra cái giá. Và bạn phải tra thêm nữa là cái đô của New Zealand thì thấp hơn của đô Úc. Nên là cái giá nó có chênh lệch. Ví dụ như là ở Úc mà một đô, ví dụ bạn mua cái gì đấy ở Úc một đô thì sang New Zealand nó phải là $1.50 thì nó mới gọi là bình đẳng giá giữa các nước ấy. Đấy, đối với lại là giá nó còn phải phụ thuộc vào cái việc mà đánh thuế ở từng nước nữa. Ở New Zealand thì là cái nước mà nó xa mọi nơi, xa các nước, nên là các giá của các sản phẩm bao giờ nó cũng đắt hơn ở Úc, tại vì là cái phí vận chuyển của họ đắt hơn. Đấy, thế là bây giờ bạn biết rồi nhá, là S26 là thương hiệu của Úc và không có S26 của Úc hay là S26 New Zealand, mà chỉ có S26 của Úc và chuyển sang New Zealand để bán, thế thôi. Còn giá thì mình không, đợt đấy ở New Zealand là mình không mua sữa để cho em sói dùng, tại vì lúc đấy là sói ti sữa mẹ, nên là mình cũng không biết giá để nói với bạn. Và rất là đơn giản thôi, có nhiều bạn hỏi về giá đồ các thứ mà mình sử dụng ấy, thì mình cũng chia sẻ luôn các bạn, lên Google các bạn chỉ cần search giá. Và một cái nữa là các bạn nên search bằng tiếng Anh. Ví dụ như là giá của sữa S26 ở Úc là bao nhiêu, thì các bạn có thể search là price of S26 formula, baby formula. Đấy, đại loại là các bạn cần một chút tiếng Anh nữa, thì khi đấy các bạn đơn giản chỉ cần lên trên Google search của nước nào. Úc thì các bạn search Australia, thì cái này là cơ bản bạn nào cũng biết rồi. New Zealand thì các bạn search là New Zealand. Còn các sản phẩm ở các nước khác nữa thì mình chịu, mình không biết, tại vì là mình cũng không mua ở các nước khác nên là mình cũng sẽ không tìm hiểu và mình cũng không cần search. Đấy, của nước nào thì các bạn cứ search tên nước đấy, sản phẩm ở tên nước đấy, thế là nó ra thôi, chứ cũng không có gì khó khăn cả. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ cho em sói đi tắm này, và hôm nay có lẽ là mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây, để còn đi ngủ sớm nữa. Mấy hôm nay là mình nhất định phải đi ngủ sớm. Tối hôm qua này, tối hôm kia này, mình đã bảo là mình phải đi ngủ sớm, nhưng cuối cùng mới lên giường rồi không ngủ được ấy. Cứ đến tận 1-2 giờ sáng mới ngủ, sáng dậy rất là mệt. Đấy, mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì để lại comment này, chia sẻ với nhà sói niềm vui trong ngày của các bạn, và chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn nữa. Nhà sói sẽ tiếp tục gọi lại mọi người vlog tiếp theo. Bye.